Em nha, hôm nay lục trong kho ra còn bộ tem của Quay Alpha nha anh em. Quay Alpha thì bán nhanh cho anh em luôn, giá thanh lý 100.000 nha. Đó thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ mình. Thì bộ tem này là bộ tem hàng zin mới nha. Hàng zin mới. Đây thì nó có đầy đủ các chi tiết luôn. Như là đây này, miếng mặt nạ này. Rồi miếng đuôi này. Rồi miếng bựng này, hai miếng bựng này, hai bên này. Đấy, rồi miếng hai miếng cốp này. Hai miếng cốp này. Đây. Đây, hai miếng tem lớn này, tem dài này. Đó, hai miếng lườn ha, hai miếng lườn dài ha. Rồi, ok. Thì tem này là tem zin, có đầy đủ thông số ở trên này luôn. Honda Vĩnh Phúc nha anh em nha. Công ty Honda Việt Nam đây, Vĩnh Phúc đây. Phúc Thắng Vĩnh Phúc đây. Đó. Thì bán nhanh cho anh em thôi, thanh lý nha là 100.000, tại vì cái bộ này mình để trong kho lâu rồi, bữa giờ mình không có để ý ha. Thì nói chung là nó cũng hơi nhanh nhưng mà tem không có dập nha anh em nha. Đó thì bán nhanh cho anh em giá là 100.000, thì anh em có nhu cầu liên hệ với shop nha. Tại vì để trong kho mình không có để ý nữa, còn hàng nãy giờ nó hết hàng rồi anh em ơi. Thì nó còn có bộ thì anh em nào lấy thì liên hệ với shop nha. Giá là 100.000 nha anh em, đúng một bộ duy nhất thôi. Rồi ok, anh em nào mua liên hệ với shop nha, số điện thoại 0915 434 93 anh em nha. Đó, tem này thì hàng zin là cho nên cũng không có gì để nói với anh em nữa. Chất lượng này không phải nghĩ ha. Đây, tem lưng vàng này. Đó, tem lưng vàng xịn sò nha. Rồi, ok. Cảm ơn em rất là nhiều.